Với mái tóc này thì khách yêu cầu là nhuộm lại màu tối tối một chút xíu cho đều màu, với cắt lại cái mái tóc này cắt nó bị sai này, mình sẽ cắt lại chút xíu, sẽ cắt lại rồi giờ mình sẽ nhuộm. Mình nhuộm thường thông thường những cái tóc màu sáng thế này nè, mà nếu các bạn mà không biết pha thuốc á, nó sẽ dặm mái chân là rất là khó, dễ bị đốm màu và sáng chân, một là sáng chân, hai là bị nhiều nền màu bị đốm. Giờ mình sẽ pha cái thuốc cân bằng màu dặm chân nó không bị sáng, và lỡ có lem phần màu nó có sẵn nó cũng không sáng, nó cũng không hai ba màu nữa, nó sẽ một là màu duy nhất. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái tóc này nè, bây giờ mình sẽ bắt từng lớp ra đó, giờ dặm hết đầu luôn, vô cái phần màu đen trước, ta sẽ bôi cái phần màu đen trước nè, từng lớp thôi nha, từng lớp một lớp hai bô tập gì đó, từng lớp một hết đầu luôn, mình vô cái phần màu đen trước. Mà lỡ mà vô cái phần vô sát cái đầu chút chút đỉnh cũng sao, nó cũng bị sáng chân luôn nữa. Rồi lỡ mà có quẹt ra cái màu nâu á, có sẵn á, thì nó cũng không có sáng luôn, nó không có bị ngấn, nó không bị đốm, nó không có hai ba khúc màu, nó vẫn bình thường không sao hết, nó cứ bôi thao tác như thợ đang làm nè. Đó, làm như vậy á, mình pha cái mình học cách pha như thế này, khi mà khách đông hay gì á, mình sẽ làm rất là lẹ, không mất thời gian mà cũng không sợ bị đốm màu nữa, rất là đẹp luôn, rất là nhanh. Nhưng mà không biết cách pha màu thì khách đông làm không kịp đâu, làm sẽ không kịp, rất là mệt mỏi mà sẽ mất khách. Đó là giống từng lớp giống như thợ đang làm này nè, chúng ta cứ bôi đại đi không sao, nó không sáng chân đâu, nó cũng không bị đốm nữa, thao tác hết đầu luôn, tách từng lớp ra, đúng rồi, nó như vậy đó, bôi lên như bạn này đang làm gì đó, lỡ mà vô chân cũng không sao hết nha, có kéo ra ngoài cũng không sao luôn, cứ bôi để 5-10 phút rồi chừng nào mà nó sẽ hưởng màu lên rồi tiếp theo mình sẽ làm một phần tiếp theo nữa. Rồi bên đây nữa là hết rồi đó, bên mặt bên này hai mặt luôn, hai mặt như vậy đó, chảy 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 ra nha, không chảy nó không thấm, nhưng mình quen tay mình chảy 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 ra để cho thấm bên trong, không chịu chảy là nó không thấm bên trong. Chảy lên trở lại, đừng lấy thuốc này, bắt cái lớp trở lại đi. Rồi cái phút rồi kéo đi, kéo ra hết căn hộ luôn. Rồi tóc này sau 10 đến 15 phút rồi đó, giờ mình sẽ chải ra hết hết phần ngọn luôn, mình thao tác mình bắt từng lớp nó chải ra, chải hết ngọn luôn, hết tóc luôn đó, giống như bạn đang làm này nè, chải hết đầu luôn, đúng rồi, chải xong vuốt vuốt massage tóc vậy đó cho thấm tóc, nhớ phải no thuốc phải vô cho no no nha, chứ làm ít quá mà cũng không được, nó không đủ là nó xuống màu đâu, phải no thuốc như vậy đó mới được. Đúng rồi, chạy hết đầu luôn, cái này phải không có tiết kiệm thuốc nha, phải đúng liều lượng đàng hoàng nha, phải no thuốc mới được. Đó, thao tác hết luôn, chải cho thấm từng sợi tóc, nếu không chịu chải á, không chịu massage tóc là nó không có thấm, rất là lâu, giờ cho nó ngấm thuốc rồi lẹ. Đúng rồi, từng lớp ra chải vậy đó, chải chải vuốt vuốt massage để kiểm tra coi đủ thời gian vô gọi. Đã có nhiều hết á.
tóc mình sau khi gội xong rồi nè, cái đang sấy nè, sấy xong mình phải cắt lại, bỏ thấy cô rồi chưa? Ngay tại quay lúc đang ánh đèn chiếu vô nó màu khó thấy, chút xíu em, mình quay khúc khác dễ thấy hơn. Lúc này có đèn lội vô nó chói hơn, hơi chói chút. Nó không phải mà thực tế nó khô rồi, nó khô chỉ cho mà thực tế, cũng mà thực tế nè, đó này mà thực tế, nó đâu bị sáng trưng đâu. Đông sáng chừng nha. Rồi. Đốm màu. Mình sẽ chỉnh và cắt lại nha. Đó. Rồi mình lúc này cắt xong rồi nè. Các bạn thấy không? Thấy màu rất là đều màu, không bị sáng chừng, sáng chừng không sáng mà không sáng chừng luôn. Mà nãy mình có lỡ mà bôi vô phần màu vàng rồi, nãy có sẵn nó cũng không lên màu luôn nữa. Chân không sáng. Cái màu lâu hồi nãy thì hạ màu thành một lần màu luôn. Cái này tóc mình cắt không là nãy tóc cắt bị hư, cái này là mình chỉnh thành cái màu nâu tối chút xíu, tối hơn cái màu nãy nhưng mà ánh riêu riêu nhẹ. Hôm nay mình cắt tóc ngắn layer tầng sau layer tầng cho bạn là nhìn trẻ trung hơn. Đó, mấy bạn biết cách pha màu vậy á, làm rất là dễ, rất là lẹ, rất là nhanh, nó không bị sợ gì á. Còn các bạn không biết cách pha màu đó là nó bị sáng trưng hoặc là bị đốm, có nhiều đền màu lắm, rất là cực, rất là mệt mà mất thời gian nữa. Rồi, cảm ơn các bạn nha.